Xin chào mọi người. Hôm nay mình về Việt Nam và mình vô nhà anh Tư, mình thăm anh Tư. Nhà này của anh Tư mình nè mọi người. Anh Tư mình trồng cái vườn mít với vườn dừa, nó rất là bự luôn, rất là lớn. Rất là nhiều anh trồng mít này rất là nhiều luôn nè. Trồng dừa, trồng mít, trồng vú sữa. Wow, anh leo hái dừa rất là chuyên nghiệp luôn á. Cây dừa rất là cao luôn mọi người ơi. Cây thang bắt lên cũng rất là cao luôn. Cây dừa nào dừa nấy nó cao ghê á. Mà trái quá chứ nhiều trái luôn mọi người. Một cây cả đâu 6-7 buồng dừa á. Nhiều lắm luôn á. Cái chục buồng có luôn. Nhiều lắm. Wow, cây rất là cao. Anh Tư anh trồng mít, anh trồng dừa vậy có cái nào mà có dừa sáp không anh Tư? Trồng cây dừa sáp, có dừa sáp không? Giờ mình ngồi ở đây mình ngắm cái cách ảnh chặt dừa như thế nào nha mọi người. Em gái lâu lâu về chơi cho nên anh Tư trèo lên cây dừa hái dừa cho em gái uống. Chặt được rồi mọi người ơi. Wow, nguyên buồn luôn nè. Wow, rất là chuyên nghiệp nha. Để với em lại, em gỡ móc ra. Thế mình lại mình gỡ cái móc dừa này ra nha mọi người. Wow. Rất là cứng luôn. À, mình lấy không ra rồi sao bây giờ? Anh đóng tới buồng dừa thứ hai. Anh nói hết buồng rồi, đóng buồng này buồng thứ hai nha. Một cây dừa này cũng khoảng 10 buồng à, dừa 10 buồng dừa. 10 buồng dừa. 10 buồng dừa mọi người. Nó cũng lẹo lử nữa. 10 buồng dừa. Mình dùng dân miền Tây đi. Một hoài dừa, người ta nói hoài dừa mình nói buồng dừa. Nó nghe nó ngộ ngộ ha. Kệ em nói, miễn sao mà nó ra trái dừa được rồi nha mọi người. Và anh chè tuốt ở trên đọt luôn mọi người ơi. Hay thiệt luôn á. Cây dừa cao ghê không? Cao khỏi nóc nhà luôn kìa. Rất là cao. Nhìn nó chơi vơi. Mình video chăm chú về để coi cách anh buộc dừa, cách anh buộc rồi cách anh chặt cái vùng dừa này xuống như thế nào nha. Ôi, vùng dừa này rất là nhiều trái luôn mọi người.
Ồ, được rồi mọi người ơi. Bây giờ bắt đầu thả dừa xuống nha. Ô, my god. Rớt hết rồi. Rớt xuống cây mít luôn. Đè gãy hết cây mít rồi. À, cái này cũng là nguy hiểm nha, đứng xa ra nha, đứng gần chắc nó văng lên đầu là ngẫm luôn á. Coi có chảy nước không? Không, còn nguyên. Mấy cái trái này cũng không có chảy nước, cũng còn nguyên hết à. Mình lôi ra nó nặng quá rồi. Wow, khoảng 15 trái rồi nha. Nhiều lắm, nhiều lắm. Chắc trên 15 quá. Không, cái này buồn. Còn dừa này hồi nãy chắc hơn 15 trái. Kể hết trên mít rồi. Mít này anh trồng cũng khoảng mấy tháng rồi mọi người. Mít này 1 năm là có trái nè. Giờ gãy hết nhánh rồi, hết cây mít rồi. Rồi, mít là nhiều mít lắm luôn. Bây giờ mít là đang có giá nha mọi người. Bán nhiều khi anh trồng mít á, bán một trái à, khoảng 500-600 ngàn có nha. Có khi bán cả triệu luôn á, một trái mít á. Nhiều khi cũng trái mít bự lắm, mấy chục ký nữa. Vừa vừa trái nhiều ghê không. Bây giờ sống ở miền Tây là có vườn á, có đất trồng nha. Cây trái nữa nhiều khi hái uống tại vườn luôn nó ngon ha. Mình thì ở bên đây mình đâu có đất gì đâu, mình ở Sài Gòn thành phố mà, bởi vì mình cái gì cũng mua chứ. Mình đi mình dẫn mọi người đi phía sau vườn, phía sau hè nè, thăm mấy cái cây dừa với ruộng của mình nha. Ruộng này là của mẹ của mình. Qua dừa này rất là nhiều trái luôn mọi người, rất là nhiều trái luôn nha mọi người. À, đi phía sau này là ở dưới này là lúa nha mọi người, ruộng lúa. À, này là cây mít nè mọi người, trái mít nè. À, mít này gà nó rất là nhiều trái nha, nhưng mà chưa tới mùa mít hết làm sao á, sao nó leo có leo que 2 trái nè chứ. Bên hông nhà cũng trồng mít nè anh, chắc là tiết kiệm đất, chỗ nào cũng trồng cây hết trơn. Cái này là lúa ruộng của mẹ mình đó mọi người, nhà trên kia là của anh ba. Lúa mẹ chạy từ nhà anh tư đến nhà anh ba. Rồi cá đồng nè mọi người ơi, cá nhiều lắm nè. Ôi cá này ăn rất là ngọt nha, bên mình nó không có cá đồng vậy đâu, cho nên đối với mình cái đồng rất là hiếm luôn á, mình rất là thích ăn. Ồ này lúa mình chạy dài ra ngoài bờ đê quá đó mọi người, này lúa của mẹ mình. À, nhà xanh xanh chính là nhà của anh ba mình. À, từ nhà anh tư chạy dài nhà anh ba là ruộng đất của mẹ mình. Cái ruộng sa hè này là của mẹ mình lúc trước, nhưng mà giờ mẹ cho anh Tư làm rồi. Cái này anh trồng nếp hay là trồng lúa vậy ta? Cái hạt nó rất là bự ha. Rất là vàng. Cái này chắc lúa quá. Nếp thì nó màu nâu nâu, cái này chắc là lúa. À, hạt rất là bự, rất là chịu hạt luôn nè ha, làm rất là trúng. Cây vú sữa này nó chưa tới mùa hay sao, nó bự quá nè,
mà nó trái cũng ít. Ừ, trồng rất là nhiều cây mít luôn. Mình hái dừa xong rồi bây giờ mình đi chặt dừa uống nha mọi người. Chặt nước dừa uống ngay tại vườn luôn, nó rất là ngon nha. À đó, bây giờ anh chặt cho mình trái dừa. À em mời mọi người uống nước dừa với em nha mọi người. À cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi kênh của Lisa Cook Vlog của em nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của em nha mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.